Kính thưa quý vị, Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa Do Thái. Theo tin từ Beirut, Hezbollah đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi bị Do Thái không kích các căn cứ ở gần thung lũng Beka trong đêm thứ hai. Do Thái không xác nhận đã thực hiện vụ không kích. Hezbollah đã đọc bản tuyên bố trên đài truyền hình Amana, nói rằng vào đêm thứ hai, ngày 24 tháng 2, phi cơ kẻ thù Do Thái đã tấn công căn cứ gần vùng Ranta trong thung lũng Beka. Vụ không kích không gây tổn thất sinh mạng, không làm ai bị thương. Đây là hành động xâm lăng, tấn công lãnh thổ và chủ quyền Lebanon. Hezbollah sẽ trả đũa vụ không kích vào thời điểm thích hợp. Lực lượng an ninh Lebanon nói rằng vụ không kích đã diễn ra trên lãnh thổ Syria, nhưng qua lời tuyên bố của Hezbollah thì đã diễn ra trên lãnh thổ Lebanon. Phi cơ Do Thái đã nhiều lần không kích Syria, nhưng nếu lời tuyên bố của Hezbollah được xác nhận, thì đây là lần đầu tiên Do Thái không kích trên lãnh thổ Lebanon kể từ năm 2011.